Phạm Hiếu xin chào các anh chị em cô chú. Thì chiều hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2020, thì Phạm Hiếu đang đứng ngay chân ngã tư đèn xanh đèn đỏ của tỉnh lộ 816 và quốc lộ N2 của xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và mình đang đi ghi hình miếng đất này cho các anh chị em là 7.000 mét vuông, thì mỗi nền là 1.000, mặt tiền là 14,5 m, dài 70, là đất vườn cao ráo cứng chắc, và nhà cửa thì cũng có điều nhà thích hợp cho các anh chị em lập nhà vườn. Thì cái miếng đất này là chợ Thạnh Lợi và ủy ban trường mầm non cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế. Và ngã tư đi lại miếng đất này chỉ mất khoảng 650 m, các anh em đi vô bằng phương tiện xe hơi, và sau đó chỉ khoảng cách còn khoảng 60 m là bằng phương tiện xe đa đụng đất luôn nha. Thì bây giờ Phạm Hiếu ghi hình mời anh chị em mình, đây là cái ngã tư đó rất là đẹp. Và buổi chiều này thì Hiếu sẽ ghi hình cho các anh chị em cô chú mình tiện bề theo dõi. Thì miếng đất này là 1.000 m², là giá 480 triệu, là chúng ta hết tất cả giấy tờ thế má cho mình. Bản vẽ là mỗi mét vuông là 1.000, đặt cọc 50 triệu, sau đó anh em ra công chứng, có bản vẽ tên mình ra công chứng là đưa đủ nha. Thì thời gian cũng mất thời gian từ ở trong cái chợ Thành Lợi nè đó, mình đi lại miếng đất mình quay cho anh em cụ thể luôn để anh em xem thật sự 100% luôn. Đất rất là đẹp và đường xá rất là thông thoáng nha anh em, đó chợ đó rất là đông chưa. Và con cái của mình về đây học hành, và đặc biệt là vợ chồng mình làm việc sinh sống cũng rất là tiện lợi. Và đây, cái đường này là đường xa hơi cặp bên hông chợ Thành Lộc ủy ban, mình quẹo vào nghe các anh chị em. Hiếu vừa chạy xe một tay và vừa ghi hình ảnh luôn cho các anh em thấy, rất là tiện lợi và dễ dàng đi đứng. Đặc biệt là miếng đất này á, là nó cặp bên hông của khu dân cư chợ, rất là sáng đó anh chị em cô chú ơi. Thì anh chị em cô chú mình cố gắng dành cái thời gian để theo dõi video của Phạm Hiếu là chừng khoảng 5-7 phút thôi nha, là đã được đẹp rồi. Thì nhà nước cũng đã đang làm đường nó xanh đi vào, anh em thấy đường rất là bự chưa, cái đường này xe lưu người ta đang lắp luôn đó, anh em thấy chưa, đó rõ ràng chưa. Và cái đường này là đường xe hơi 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ đi vào tận trong đất luôn nha anh chị em. Và duy nhất chỉ khoảng chừng 60 m là đường qua cái cầu đúc nhỏ là vô đụng đất đó, cho nên một cái khoảng cách cầu đúc nhỏ thôi. Cầu đúc nhỏ thì khoảng 1,3 m đó, mình vừa qua cái cầu đúc là mình đã tới 60 m là đã tới miếng đất rồi. Thì đất cũng cao ráo và đẹp đất lắm anh chị em ơi. Miếng đất này giá 480 triệu, mà chủ nhân cũng bao hết giấy tờ thế má cho mình và ra sổ hồng cho mình và tất cả chi phí cho mình hết. Và đường đổ đá xanh cho mình là 2 m, đẹp cho mình vào đất nha các anh chị em. Đó thì hôm nay Hiếu sẽ cố gắng dành cái thời gian của mình để đưa cho các anh chị em mình thấy rõ một cái màn hình trực tiếp và sự thật 100% giá được niêm yết ở trên cái YouTube mà chủ nhân đã gửi, là trước đó là 500 triệu nhưng mà bây giờ chốt là 480 triệu cho 1.000 m² đất lập nhà vườn và bao hết tất cả giấy tờ thế má cho các anh chị em cô chú mình. Đó thì đó, anh em thấy không, đường rất là rộng nha. Và cái con đường bên miếng đất đó thì cũng là cặp kênh, mà bên kia thì nhà nước của mình thì kinh phí hết cho nên là chưa có làm, và có thể là cuối năm nay nhà nước sẽ làm đường như đường bên đây và sau đó rải đá xanh lên đường 6 m cho các anh chị em đó. Mà bây giờ anh em cố gắng nha. Hiếu cũng cái cầu đúc nhỏ này Hiếu vừa chạy một tay và một tay ghi hình luôn, bình thường không có chuyện gì xảy ra cả, cho các anh em thấy được đó. Thấy bình thường không, không có gì khó khăn cả đó. Đó rồi, bây giờ mình đi qua cái này là 60 m là mình đã đụng đất rồi, thì anh chị em cứ yên tâm đi, không có cái gì cả, rất là thích hợp lập nhà vườn cho anh em ở đây nghỉ dưỡng. Giá này nhanh tay nghe các anh chị em, đất này thì rất là đẹp, gần chợ, gần ủy ban, gần trường học và về thị trấn Đức Hòa chỉ mất khoảng 6 km thôi anh chị em ơi. Khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, công nhân làm rất là đông, Hữu Thạnh đó, đường tỉnh lộ 830, 824 đó. Thì bây giờ Phạm Hiếu đã tới rồi, bây giờ Phạm Hiếu đi xuống miếng đất
quay cho các anh chị em cô chú mình thấy nha. Đó, thì bây giờ phía trước đây là cái mặt tiền của cái kênh, nước rất là trong. Và đường này thì nhà nước là năm nay, cuối năm nay sẽ làm con đường giống như bên kia, đi thẳng ra ngoài chợ luôn, đường tỉnh lộ 86 bên ngoài, như video của Phạm Hiếu đã ghi. Và anh chị em chỉ cần nhà nước làm con đường thì sẽ hơi vô tận đất luôn nha. Rồi bây giờ mình đi xuống đất. Ở phía trên đây là thổ cư, 268 mét thổ cư là giá 800 triệu, là chủ bao hết giấy tờ thế má cho mình mà không còn thương lượng nữa. Ở phần chỗ này nè, chỗ này là thổ cư nè, ngang 15 mét dài xuống tới cây dừa đó, là 268 mét thổ cư toàn vẹn là 800 triệu không có thương lượng nữa và bao hết giấy tờ cho mình. Còn con đường phía này là con đường 2 mét chủ bao đá xanh cho mình nha các anh chị em, 2 mét đi xuống dưới đất. Đó là mỗi 1000 mét vuông là giá 408, là bao hết tất cả giấy tờ thế má cho mình, không còn thương lượng nữa. Đó ra giá đất rất là rẻ và đẹp mà rất là gần. Khu này rất là phát triển nha anh chị em, điện nước đầy đủ luôn. Đó thì bây giờ cái đường này thì chỉ cần rải đá lên 2 mét. Khi anh em đặt cọc rồi, bán thì ra công chứng bán hết rồi thì chủ sẽ đổ đá lên cho mình và giao hẳn hôi cho mình là đường đá xanh 2 mét, rõ ràng minh bạch sổ hồng, rõ ràng luôn nha các anh chị em cô chú. Hiếu chia sẻ là miếng đất này rất là đẹp và rất là rẻ. Đó, thì bây giờ Hiếu đi vô luôn nè. Hiếu đi vô tặng trong đất luôn cho anh chị em mình theo dõi luôn nha. Đó, Hiếu đang đi bộ và đi thẳng vào trong đất luôn. Thì bây giờ đó là người ta đã phân ra cho mình từng ngàn hết rồi nghe anh chị em cô chú. Thì anh chị em cô chú chỉ cần mà thích là anh chị em đặt cọc 50 triệu tùy ha. Rồi sau đó người ta sẽ ra một cái bản vẽ cho anh chị em có tên của mình. Và sau đó là mình đi ra công chứng thì chủ nhân của cái miếng đất này, người ta sẽ đi đăng bộ sang tên sổ hồng cho mình luôn. Tất cả những thế má, những chi phí này nhỏ giấy tờ người ta lo hết. Anh chị em chỉ có được chọn quyền đưa đủ 408 mà thôi. Thì đất này là có trồng những cái cây trong đây. Đó, những cái cây, cây dừa, cây cam, cây bưởi, cây sầu riêng, cây mãn cầu, cây mít, người ta giao cho mình luôn. Thì đây, cái chỗ này nè anh em thấy không, chỗ này là anh em đi thẳng cái bờ kênh này nè, anh em bờ nữa, cái bờ mương này thông nước nửa bờ, đi thẳng xuống dưới là 70 mét. Và sau đây cái mặt tiền này đó là anh em đi thẳng xuống ha. Đây, đất đây nè anh em ơi, đất rất là đẹp chưa. Nó thì bây giờ người ta ở trên đây là 1.897 mét là giá 1 tỷ, còn thương lượng nhẹ cho mình, thương lượng nhẹ xíu thôi. Đó là 1.8 gần 1.9 đó nha anh em. Và sau đó thì ở đây đó người ta đã cắm móc hết rồi cho mình đây nè, rất là đẹp anh chị em ơi. Và ở phía dưới này là một cái đường mương, đường mương để dẫn nước thông nước đi ra đi vào, đường mương chung trong đất của mình luôn nha anh em. Đất mình là nó nằm ở bờ bên nửa bờ bên kia đó ha, nửa bờ bên kia. Và cái đường này tất cả là đường đi chung 2 mét, mỗi người dân phải bỏ ra 2 mét để làm con đường đi chung, và chủ bao cho mình là đá xanh 2 mét. Đó thì anh em thấy không, cây trụ người ta cắm luôn à, từ bên cây trụ này đi qua cái bờ dừa bên kia đó, đi tuốt cái bình dừa bên kia đó là 1.897 mét là giá 1 tỷ, thương lượng nhẹ, có thể người ta bớt cho mình 10 triệu đó là chốt bán anh em. Và thẳng xuống dưới luôn là mặt tiền ở trên là 25.8 mét, ở dưới là 27 mét nở hậu anh em. Còn ở phần ở trên đây á, là một cái nền này là bán cho anh chị là cũng là 408, mặt tiền này là được 14.15 mét 8, còn mặt tiền ở dưới là 14 mét rưỡi. Đó thì người ta đã cắm hết rồi, ranh giới rất là đẹp, ngay hàng thẳng lối và trụ bê tông luôn. Trụ bê tông này người ta giao cho mình luôn, quá đẹp anh em ơi, ăn chắc mặt bền. Miếng đất rất là rẻ, kèo này rất là thơm nha, nhanh tay lẹ chân, đất cao gáo cứng chắc luôn, khỏi cần cái gì nữa cả. Và mình vô mình xây nhà lập vườn ở là rất là dễ dàng và thoải mái. Chính quyền ở nơi xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũng khuyến khích và tạo nhiều điều kiện tốt đẹp cho anh chị em cô chú mình về đây lập nhà vườn, nghỉ dưỡng ở và an cư lạc nghiệp cũng như sinh sống để phát triển nông thôn. Đó, và cái nền thứ hai, và cái nền thứ hai, thứ ba rồi, Phạm Hiếu đây đi tới thứ ba rồi, và cái nền này là thứ tư. Đó, và cái nền này là thứ năm. Đó, thì bây giờ anh chị em lẹ tay lẹ chân nha, người ta đã cắm hết rồi, yên tâm rồi. Quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cho nên là mua cái này rồi mình để dành cho con, cho cháu sau này 1-2 năm nữa thì mua không nổi đâu anh chị em cô chú ơi. Giá này là rẻ, rẻ hạt rẻ luôn. Đất cao gáo luôn cả. Hiếu quay cái màn hình cho anh em thấy nè. Đó, anh em thấy không? Đất cao ráo, sạch sẽ, gọn ghẽ. Và chủ nọc thì cũng cấm hết rồi.
rất là ngay và đều, mà đường 2 mét nè anh em thấy không, rải đá xanh lên một cái là anh em đẹp như cây chanh luôn, rất là đẹp anh chị em ơi. Hiếu xin chia sẻ, và ở phía dưới này có một cái đường mương đi dẫn nước ra ngoài ngoài kinh ngoài kia đó, rất là đẹp anh em ơi, đẹp lắm luôn á. Và những cái hàng dừa người ta giao cho mình, ui cái dừa đã có bông rồi kìa, cái dừa này đã có lưỡi mèo rồi, có lưỡi mèo rồi, và người ta giao luôn, anh em trúng cái chỗ nào thì hưởng cái đó đó. Anh em thấy cây dừa có lưỡi mèo chưa, để Hiếu zoom màn hình là nó cái lưỡi mèo cho nó kìa. Anh em mà mua được miếng đất này là anh em có một cái bờ dừa hưởng trọn luôn, và tất cả mít, cam, bưởi, rồi sầu riêng, rồi mặn, rồi trong đây có nhiều cây trái à. Thì Hiếu đứng ở trên đây, Hiếu ghi ở dưới người ta cũng cắm trụ cắm nọc hết cho mình rồi kìa, rõ ràng, để Hiếu zoom màn hình xuống cho anh em thấy. Trụ cây nào cây nấy khoảng 2,5 mét hết trơn rồi đó, anh em thấy không, một hàng rất là ngay. Và chỉ cần đổ đá lên nữa thì coi như là đẹp ngắt ngay chùa Hương luôn anh chị em cô chú ơi. Hãy cố gắng nha, cái này Hiếu chân thành chia sẻ là cái miếng đất này rất là đẹp, rất cực kỳ là đẹp, mà giá đất vườn mà 480 triệu thì chỉ có miếng đất này mà Hiếu quay thôi. Miếng đất này là đẹp, cực đẹp và giá cực rẻ luôn. Hãy cố gắng nha, hãy cố gắng để mà xem miếng đất này để sở hữu, chứ không có miếng đất này thứ hai giống như này nữa đâu. Đất thì đất cao lắm anh em ơi, khỏi cần phải lo lắng gì cả, trời ơi đẹp lắm luôn. Hiếu xin chia sẻ thì các anh em ở các thành phố quận huyện đó, mà các anh em đã đăng ký kênh YouTube của Phạm Hiếu đó, thì Hiếu một lần nữa xin chân thành tri ân và chia sẻ cho các khách hàng là miếng đất này rất là đẹp nha. Hãy cố gắng giúp Hiếu để xem và gọi điện thoại cho Hiếu là 0913 871 833 để sở hữu miếng đất này là giá 480 triệu cho 1.000 m². Thì trong đây còn được là 5 nền nữa là hết trơn nha các anh chị em. Cố gắng giúp Hiếu, và để gọi ngay gọi liền cho Hiếu ở số ở trên màn hình là 0913 871 833, có Zalo luôn nha các anh em. Và cảm ơn các anh em, các khách hàng đã tin tưởng yêu quý Phạm Hiếu đăng ký kênh, và luôn luôn là những khách hàng đã xem được những cái video này, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu, để Hiếu có nhiều động lực quay những tiếp những sản phẩm cho các anh chị em cô chú mình theo dõi. Và đặc biệt là miếng đất này, Hiếu xin khuyên các anh chị em là nên cố gắng để mình sở hữu, là bán rồi là không có miếng nào thứ hai như vậy đâu, rất là đẹp. Và miếng đất này á, là mình mua đi, mình để đây rồi có ranh giới nọc cọc cắm rõ ràng hết, minh bạch hết rồi, cây trái trong đây hết rồi, và dọn sạch sẽ cho mình luôn, đẹp lắm anh chị em ơi. Thì Hiếu xin cảm ơn các anh chị em một buổi chiều hôm nay đã lắng nghe Phạm Hiếu chia sẻ và giới thiệu. Xin chúc phúc lành tất cả các anh chị em cô chú mình luôn bình an, khỏe mạnh và làm ăn phát tài nghe các anh chị em cô chú. Hiếu xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em.